đại lượng tỷ lệ thuận. Có cách nào để mô tả ngắn gọn hai đại lượng tỷ lệ thuận? Một nhỏ, định nghĩa. Ta đã biết một số ví dụ về đại lượng tỷ lệ thuận như chu vi và cạnh của hình vuông, quãng đường đi được và thời gian của một vật chuyển động đều, khối lượng và thể tích của thanh kim loại đồng chất. Câu hỏi 1. Hãy viết công thức tính A. À, quãng đường đi được ký hiệu là S, tính bằng km, theo thời gian, ký hiệu là T, tính bằng giờ, của một vật chuyển động đều với vận tốc 15 km một giờ. B. Khối lượng, ký hiệu M, tính bằng kg, theo thể tích, ký hiệu là V, tính bằng mét khối, của thanh kim loại đồng chất, có khối lượng riêng, ký hiệu là D lớn. Đơn vị là kg trên mét khối. Chú ý! D lớn là một hằng số khác không? Nhận xét, các công thức trên đều có điểm giống nhau là đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác không? Ta có định nghĩa sau, nếu đại lượng Y liên hệ với đại lượng X theo công thức Y bằng K nhân X với K là hằng số khác không, thì ta nói Y tỷ lệ thuận với X theo hệ số tỷ lệ K. Câu hỏi 2 cho biết y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k bằng trừ 3 phần 5. Hỏi x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ nào? Chú ý, khi đại lượng y tỷ lệ thuận với đại lượng x, thì x cũng tỷ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỷ lệ thuận với nhau. Nếu y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ k khác không, thì x tỷ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ 1 trên k. Câu hỏi 3. Hình 9 là một biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của bốn con khủng long. Mỗi con khủng long ở các cột B, C, D nặng bao nhiêu tấn nếu biết rằng con khủng long ở cột A nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất cột 1, cột cột 2, A, cột 3, B, cột 4, C, cột 5, D. Hàng thứ hai cột 1. Chiều cao tính bằng mm. Cột 2, 10. Cột 3, 8. Cột 4, 50. Cột 5, 30. Hai nhỏ, tính chất. Câu hỏi 4. Cho biết hai đại lượng Y và X tỷ lệ thuận với nhau. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, x, cột 2, x1 bằng 3, cột 3, x2 bằng 4, cột 4, x3 bằng 5, cột 5, x4 bằng 6. Hàng thứ hai, cột 1, y, cột 2, y1 bằng 6, cột 3, y2 bằng chấm hỏi, cột 4, y3 bằng chấm hỏi. Cột 5 Y4 bằng chấm hỏi A. Hãy xác định hệ số tỷ lệ của Y đối với X B. Thay mỗi dấu chấm hỏi trong bảng trên bằng một số thích hợp C. Có nhận xét gì về tỷ số giữa hai giá trị tương ứng Y1 trên X1 Y2 trên X2 Y3 trên X3 Y4 trên X4 của Y và X Giả sử Y và X tỷ lệ thuận với nhau Y bằng K nhân X Khi đó với mỗi giá trị X1, X2, X3 vân vân Khác không của X Ta có một giá trị tương ứng Y1 bằng K X1 Y2 bằng K X2 Y3 bằng K X3 vân vân Của Y Và do đó Y1 trên X1 bằng Y2 trên X2 bằng y3 trên x3 bằng 3 chấm bằng k. x1 trên x2 bằng y1 trên y2. x1 trên x3 bằng y1 trên y3 vân vân. Như vậy, nếu hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau thì thứ nhất, tỷ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. Thứ hai, tỷ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng tỷ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Bài tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỷ lệ thuận với nhau và khi x bằng 6 thì y bằng 4. a. Tìm hệ số tỷ lệ k của y đối với x. b. Hãy biểu diễn y theo x. c. Tính giá trị của y khi x bằng 9, x bằng 15. 2. Cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận, điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau. Các em kẻ bảng gồm có 6 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, x. Cột 2, 3. Cột 3, 1. Cột 4, 1. Cột 5, 2. Cột 6, 5. Hàng thứ hai, cột 1, y. Cột 2, 3, 4 để trống. Cột 5 trừ 4. Cột 6 để trống. Câu 3. Các giá trị tương ứng của V và M được cho trong bảng sau. Các em kẻ bảng gồm có 6 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất cột 1, V, cột 2, 1, cột 3, 2, cột 4, 3, cột 5, 4, cột 6, 5. Hàng thứ hai cột 1 M, cột 2 7,8, cột 3 15,6, cột 4 23,4, cột 5 31,2, cột 6 39. Hàng thứ ba cột 1 M trên V. A. Điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên. B. Hai đại lượng M và V có tỷ lệ thuận với nhau hay không? Vì sao? 4 cho biết Z tỷ lệ thuận với Y theo hệ số tỷ lệ K và Y tỷ lệ thuận với X theo hệ số tỷ lệ H. Hãy chứng tỏ rằng Z tỷ lệ thuận với X và tìm hệ số tỷ lệ.